Rồi, và bây giờ bắt đầu đổi hình lên. Nếu như các bạn không biết thì mở đây vừa xem vừa làm luôn, không sao hết, không có vấn đề gì. Đó, mình xem dưới này người ta hướng dẫn, lít chuột phải nè, chọn vi sinh nè, rồi chọn vô phần màn hình nè, chọn cái kiểu hiển thị nè. Đó, như vậy thì chúng ta làm tương tự. Lít chuột phải, chọn ở đây, đây hình nền, background. Chúng ta có thể là chọn background gì, background có sẵn hay là background mình tìm ở đâu đó trên mạng, đúng không? Ví dụ mình sẽ tìm ở trên mạng, mình đưa vô, ví dụ ha, rồi mình tìm một cái ví dụ như thế đó. Rồi mình set cho nó theo kiểu là gì, set kiểu gì đó. Như vậy là mình đã set được cái background cho cái máy tính của mình, và coi như mình đã làm xong câu 1, được không? Rồi, như vậy mình quay phim thôi nha, chưa làm gì đến quật hết nha. Rồi mình lấy cái màn hình mình quay phim đi. Và nếu như mà bạn đang làm tiếp thì mình cứ để mình quay. Còn nếu như mà mình làm hết câu 1, nghỉ, không làm nữa, thì chúng ta chọn stop. Stop. Và stop ha. Và mình làm bài 2. Mở bài 2 lên. Tạo thư mục mô tả bên dưới và vào LMS ha, thư mục của mình. Thư mục của mình là FPT Polytechnic. Như vậy thì mình làm tương tự, ví dụ như máy của thầy chỉ có ổ C thôi. Thầy tạo thư mục FPT Polytechnic. Đúng không? Mình click chuột phải, chọn New Folder, chọn tạo thư mục là biết rồi đúng không? Rồi New Folder, chọn tin học cơ sở. New Folder, chọn lab. Đúng không nào? Và các bạn hôm trước là thầy đã ví dụ cho các bạn rồi đó. Và chúng ta sẽ vào LMS. Chúng ta tìm đến cái thư mục của mình để tải về. Đó, như vậy thì quan trọng là Internet có cho thầy vô được hay không thôi. Nếu vào được thì chúng ta sẽ tải, còn không thì hôm trước thầy đã hướng dẫn phần này rồi ở trong cái clip trước ha. Bạn nào mà chưa chưa biết thì vào cái clip trước để xem, đúng không nào? Ừ, vào clip trước để xem. Mà có vẻ này là không ổn rồi đây. Thì trong quá trình mà em quay video, em cho thầy thấy là LMS sập. Ok, bởi vì mình đảm bảo là đúng deadline. Thì nếu mà mình quay lúc đấy mà LMS đang sập thì đúng thời gian này, nhìn có thời gian thì ok thôi. Được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ vào vào kho học liệu để chúng ta lấy tài liệu. Như vậy cái đoạn này thì các bạn xem ở video trước đi để cho nó ngắn lại ha. Rồi ok. Rồi như vậy đối với bài 6 nè. Bài 6. Các bạn làm và tí nữa sẽ cho các bạn thấy là làm sao để nó xuất hiện chữ Ctrl X, chữ Ctrl C, chữ Ctrl V. Nó xuất hiện trên cái Camtasia của các bạn luôn. Đó. Như vậy giả sử chỗ này mình chưa, mình ở bên ngoài này đi, cái này chưa có nè, Ctrl X. Rồi ví dụ mình muốn chuyển cái assignment này vào, Ctrl X mở ra, Ctrl V. Muốn nhân bản nhấn Ctrl C, Ctrl V, và mình sẽ thực hiện được các phím nóng ở trong này. Và mình cứ làm đến sau khi mà mình thực hiện xong thì mình có được một cái đoạn video cho bài 6 của